Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khổ sở một đời, cuối cùng Nguyễn Xuân Phúc lại bị vợ yêu quật ngã. Như tờ Thời báo.de đã từng nói ở bản tin trước, ông Nguyễn Xuân Phúc đã dính đến sai phạm của Việt Á ở giai đoạn sản xuất kit xét nghiệm. Còn ông Phạm Minh Chính thì dính đến sai phạm lúc bộ kit xét nghiệm rởm của Việt Á được đưa vào tiêu thụ đại trà. Cả hai ông này đều mang tội rất nặng với nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị tấn công mạnh hơn ông Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Xuân Phúc có 5 năm làm thủ tướng. Theo thông tin ngoài lề của hệ thống báo chí nhà nước, thì gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, vợ ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu, con gái là Nguyễn Thị Xuân Trang, con rể là Vũ Chí Hùng và con trai là Nguyễn Xuân Hiếu. Cả gia đình ông Phúc đã lợi dụng danh tiếng của ông Phúc làm ăn khá nhiều vụ, trong đó mang lại tai tiếng cực kỳ lớn và thiệt hại cho nhà nước cũng như nhân dân. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Vào năm 2019, vụ học sinh bị chết tại trường quốc tế Gateway đã lộ ra rất nhiều vấn đề. Trường này có cổ phần của con gái ông Nguyễn Xuân Phúc. Từ vụ đó, ông Phúc che đậy tiêu cực khá tốt, nhưng hình ảnh để gia đình lợi dụng danh tiếng của ông làm ăn là điều đáng xấu hổ. Như ông Nguyễn Phú Trọng, cho tới nay người ta vẫn chưa thấy được người thân của ông lợi dụng tên tuổi của ông để làm kinh tế. Tuy nhiên, về mặt này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã làm khá lộ liễu. Lộ liễu không khác gì ông Nguyễn Tân Dũng để con gái lợi dụng quyền lực của ông cha tận thu trong các phi vụ rất mờ ám. Là con, là vợ của Thủ tướng thì ai dám đụng vào. Ông Nguyễn Tân Dũng là người để người thân lợi dụng tên tuổi như một tấm gương cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Với 10 năm bên cạnh Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã học hỏi được khá nhiều. Theo một số nguồn tin riêng thì vụ công ty Việt Á có dính đến bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của Nguyễn Xuân Phúc. Cũng giống như con gái của ông Phúc trước đây 3 năm thì vụ bà Thu nhúng tay vào Việt Á không được công khai trên báo chí nhà nước, mà nó là những nguồn tin riêng từ trong báo ra. Đã đánh nhau giành ghế thì thông tin nội bộ sẽ phải tuồn ra ngoài. Đó là một trong các đưa tin có chủ ý. Người dân rất thích hóng những loại tin này, nên những loại tin này có sức lan tỏa rất nhanh. Lần này, thế lực thù địch trong đảng quyết quật cho ông Phúc rơi khỏi chiếc ghế chủ tịch mới thôi. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thu Trang, cô dâu, là người cũng dùng uy tín của ông Phúc để làm ăn. Tin tức tuồn từ nội bộ ra làm rõ hơn về bức tranh phối hợp giữa vợ và chồng. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã ngó lờ để Chu Ngọc Anh thừa nhận kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y và công ty Việt Á. Song song với hành động này, bà Trần Thị Nguyệt Thu thì móc nối với các cơ sở sản xuất kit xét nghiệm từ Trung Quốc sản xuất và gắn mác cho Việt Á ngay tại Trung Quốc luôn. Một nguồn tin bí mật từ hải ngoại cho biết mặt hàng ghi xuất xứ Trung Quốc trong tờ khai, nhưng nhãn mác là của Việt Á đã được thiết kế hoàn chỉnh và gắn trên bao bì. Hàng nhập về chỉ cần phân phối lại mà không cần phải dán mác lại. Đó cũng là lý do tại sao khu sản xuất của Việt Á chỉ cần rộng chừng 10 m2 là đủ cung cấp cho cả Việt Nam. Thực chất ngay cả tại Việt Á cũng không làm công tác dán mác mà chỉ làm công tác lưu kho và xuất kho mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đang mất uy tín nghiêm trọng vì vợ. Bằng chứng lớn nhất hiện nay là tờ khai tại hải quan và ekip đã ký thông quan bộ kit xét nghiệm. Đây là đầu mối để lần ra con đường làm ăn của Việt Á. Đã có người lo tận nơi sản xuất ở Trung Quốc. Một mình Phan Quốc Việt không đủ tầm để làm điều đó. Chỉ có những người có tên tuổi lớn, thường ra nước ngoài móc nối với những cơ sở ở nước ngoài mới lo đến tận răng được như vậy. Yếu điểm lớn nhất của Nguyễn Xuân Phúc chính là bà vợ ông. Nếu Tô Lâm chứng minh được người đứng đằng sau thương vụ sản xuất và dán nhãn kit xét nghiệm rởm từ Trung Quốc, thì điều đó có nghĩa là hành động ký xuất quỹ cho dự án nghiên cứu của Học viện Quân y và Việt Á là có đủ chủ đích chứ không phải là sai lầm. Tội cố ý làm trái là tội nặng hơn tội thiếu trách nhiệm rất nhiều. Cũng có thông tin cho biết hiện Tô Lâm đang nhắm vào hướng điều tra này. Nếu khui ra thì chính ông Nguyễn Xuân Phúc bị vợ quật, mất sạch uy tín là có thật. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nạn nhân của bức cung
Nguyễn Đức Chung kêu gào vì oan, Chu Ngọc Anh chuẩn bị. Chế độ nhà tù của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam rất khắc nghiệt. Nghiệp vụ của cảnh sát điều tra công an Việt Nam là rất kém. Tuy nhiên, về khoản bức cung nhục hình thì có hạn. Trong vòng 3 năm có đến 226 người phải chết vì bị bức cung trong lúc tạm giam. Nhiều tù nhân lương tâm khi ra tù họ kể lại, nhà tù Cộng sản là nhà tù kinh hoàng nhất. Ông Nguyễn Đức Chung từng là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và từng là giám đốc công an cũng của thành phố này. Ông ta hiểu hơn ai hết nhà tù ông ta ở là nhà tù như thế nào. Những bản bức cung luôn là những bản án oan, sai lệch. Những người mà thấp cổ bé họng thì không bao giờ có thể kêu oan được, trừ trường hợp hung thủ thực sự đầu thú. Vụ Hàn Đức Long và Nguyễn Thanh Trấn là hiếm hoi được minh oan. Còn vụ Hồ Duy Hải thì không thể nào kêu oan được vì toàn bộ máy nhà nước của Đảng hùa theo cái sai và phán quyết theo cái sai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đang kêu oan trong tù. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2022, từ trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã nỗ lực gửi đến tòa án cấp cao bản giải trình đơn kháng cáo dài hơn 100 trang, đưa ra nhiều luận điểm để tiếp tục kêu oan. Có kêu oan là có khả năng bị bức cung. Theo nguồn tin từ báo Nhà nước, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã nhận được bản giải trình đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung. Bản giải trình này được ông Chung gửi đi từ trại giam của Bộ Công an. Ông cựu chủ tịch Hà Nội đưa ra nhiều luận điểm để chứng minh ông bị oan. Trước khi phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo của ông trong vụ mua chế phẩm Redoxy 3C sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2022 tới đây. Trong bản giải trình, ông Chung cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã ra quyết định tuyên án oan đối với ông. Tòa án này là tòa án xử theo mệnh lệnh, tức là loại án bỏ túi vì nó thực chất là đấu đá, thanh trừng nội bộ lẫn nhau trong Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Đức Chung cứng đầu như thế nào thì kệ ông, án miệng đã định thì ông không thể nào thoát. Như vậy để ông Chung hiểu được thế nào là nạn nhân của chế độ độc tài toàn trị này. Chính ông đã bức ép bao nhiêu nạn nhân khi còn quyền lực trong tay, chắc ông cũng biết. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng cũng từng kêu oan. Vào năm 2021, trong vụ sai phạm liên quan đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, ông Đinh La Thăng cũng kêu oan nhưng không ai quan tâm. Ông bị phạt 10 năm tù. Cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Cả hai ông đều kháng cáo vì ông biết kháng cáo cũng vô ích. Tòa án phán rằng mệnh lệnh cấp trên thì dù sửa đi sửa lại vẫn thế. Các quan tòa không dám làm trái lệnh này. Mới đây vào ngày 6 tháng 6, tại phiên tòa phúc thẩm vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần Sadeco diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu oan. Đây là cái kết cho những người phò một chế độ độc tài hại nước hại dân. Khi họ cho bắt bớ những người yêu nước, họ ép tù làm án, ép cung những người này. Giờ đây, những con người này bị buộc phải nếm trải qua những gì mà họ đã làm cho những người can đảm dám nói lên sự thật. Và chính những quan chức này đã dựng lên và bảo vệ chế độ độc tài toàn trị đó. Quan chức là Cộng sản sẽ được giảm án vì họ là công dân hạng nhất, chứ không phải là như những người dân bình thường khác trong cả nước. Người dân bình thường bị chế độ này xem như là công dân hạng 2, nên không có chuyện giảm án. Cần phải chú ý là chính quyền của Đảng Cộng sản chỉ giảm án chứ không giảm tội. Vì giảm tội thì điều đó đồng nghĩa thừa nhận chính quyền chuyên ép cung, nhục hình để có bản án như ý. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang cũng đang kêu oan. Trong tù, ông Nguyễn Đức Chung phải vùng vẫy kêu oan. Sắp đến đây, ông Chu Ngọc Anh cũng sẽ như thế. Ông Chu Ngọc Anh bị bắt vì số tiền thuộc loại tham nhũng vặt nhưng bị án như tham nhũng khủng. Rồi cũng sẽ đến lúc ông bị ép cung để kết tội lớn cho hành vi tham nhũng vặt mà thôi. Nguyễn Đức Chung đang bị và Chu Ngọc Anh thì cũng chuẩn bị.